Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Ngọc TV. Và cảm ơn các bạn đã thời gian qua đã ủng hộ kênh Bảo Ngọc TV của mình. Thì hôm nay mẹ mình sẽ làm món cá rô phi chiên nha các bạn. Và với rau muống nha các bạn. Và bây giờ thì mẹ mình sẽ làm nước mắm. Nước mắm gì mẹ? Mắm ớt. Nước mắm ớt với tỏi. Nước mắm ớt với tỏi là gồm thêm có chanh và nước mắm và nguyên liệu chính là đó chính là ớt và tỏi. Đúng. Và bây giờ mẹ đã bẻ ra làm đôi nè. Đó, bẻ ra. Mình bẻ ra làm đôi để mình bỏ bớt hột. Và bây giờ mẹ sẽ làm gì nữa? Mình đâm. Đâm xong rồi mẹ bỏ tỏi vô đúng không? Mẹ sẽ đâm cho nó nhuyễn ra. Mình cho tỏi mình đâm luôn. Tỏi thì mẹ cũng băm tương tự giống như ớt đúng không mẹ? Ừ. Đúng rồi. Hồi nãy thì mẹ mình đã cắt chanh ra rồi nha các bạn. Mình cũng băm tỏi với ớt nhuyễn rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ pha nước mắm. Mắm ngọt ăn với rau muống luộc. Đúng vậy. Mẹ mình chắc cho miếng đường các bạn. Đủ nha, ăn thôi. 2 muỗng đường. Mình sẽ cho 2 muỗng đường. Sau các đó bạn, là các bạn nhớ để ý. Sau đó là gì? Sau đó là chanh. Và các bạn nhớ để ý là các bạn phải lựa hộp ra nha các bạn. Ừ. Để ăn nó không có bị đắng. Chính đúng xác. Dính hộp. Và bây giờ mẹ sẽ dắt vô và trộn đều. Những người thích ăn chua thì các bạn có thể cắt bao bún trái, còn bao bún trái. Còn ăn vừa thì cắt ba trái thôi, còn nếu mà ăn ít thì cắt hai trái thôi. Mà nếu ăn càng ít đó thì cắt một trái thôi, còn nếu mà ai không ăn chanh được thì thôi cắt. Và bây giờ mẹ mình sẽ bỏ nước mắm vô nha các bạn. Đó. Mình pha nước mắm rất là đơn giản, tỏi, nước, ớt, đường và chanh, sau đó mình khuấy cho đều lên và nêm nếm theo khẩu vị từng gia đình nha các bạn. Và các bạn hãy nhớ là sẽ thêm tình yêu vô, tình yêu gia đình. Đúng rồi. Tình yêu gia đình. Tình yêu của mẹ mình rất là tình cảm nha các bạn. Tình cảm với gia đình rất là thương. Thì bây giờ chảo dầu cũng nóng mà mình sẽ chiên cá. Đây. Trời mẹ gấp nổi không mẹ? Hơi bụng chắc chiên hai con nè. Uống bự quá à. Trời ơi mẹ gấp nổi không đó. Trời gấp. Gấp hồi nữa gãy đũa luôn đó nha. Dầu mà còn không nổi với mấy con cá này. Ôi đừng có làm gãy đũa nha mẹ. Làm gãy đũa là khỏi có gắt luôn á. Đúng không mẹ? Đây chiên hai con to thấy không? Đây các bạn thấy không? Đó. Dừng lại nắp lại. Cá thì bây giờ mình cũng chiên xong rồi các bạn, mình sẽ cho lên cái luộc rau muống đúng không? Rau muống là mình đem lấy nước á mình trộn cá ngon. Còn đây nè. Có sao mày cứ cá chua này. Dầu cái gì? Cá nè các bạn. Đây mẹ. Ngon. Ngon thêm. Mẹ cửa đang.
7 tới phần cuối. Cái này luộc xong bớt này là xanh. Cái này mình trong tí muối thì còn ngọt thì nó xanh. Rồi cái nước này chút nữa chan cái nước mắm vô mang hút cho tạo. Thì bữa cơm chiều đã đến bữa cơm chiều của gia đình mình rồi, mình xin mời tất cả các bạn cùng bữa cơm với gia đình mình ha. Cá rô phi chiên giòn với lại rau muống luộc chấm nước mắm ngọt các bạn. Gia đình mình dùng cơm. Giờ mình đặt xé cá. Xé được cái cá. Mẹ bạn cá không? Dạ có. Thôi mẹ măng nó đâu, mẹ măng nó. Mẹ măng ra qua thôi. Lâu lâu mới gặp được cá sông các bạn. Chiên cho cả nhà mình ăn ngon. Hôm nay chiên giòn ngon. Hôm nay ăn cơm mới thấy ngon à. Mấy bữa trời ơi, đau bao tử. Nay uống thuốc đỡ không mẹ? Em đỡ thuốc thì đỡ. Mời các bạn một miếng cá này. Một cái chén này bà con. Dạ. Một chén ăn nhỏ. Không còn thích ăn phở nữa, chúng ta chỉ thích ăn cơm thôi. Còn he, còn mời các bạn nè, giòn lắm các bạn ơi, ngon quá, mời các bạn. Cái đuôi rất là nhỏ. Không, cái đuôi này, cầm cầm tay luôn đi, chút nữa được. Ở nhà nè. Đây con đi học có nhiều rồi đó. Cá rô phi ngon quá. Này là trứng đốc đó, cá sông luôn các bạn. Lâu lâu mày đi mày thấy. Mời các bạn ha. Tình xương nha con. Nước ngọt. Ăn kìa, nước mắm này pha hả? Tỏi anh ớt đã chấm được không? Được, được. Tỏi ớt á các bạn, ngon ơi ngon. Này kẻ ăn gái mình miếng heo quay. Heo quay chấm này. Ba thích không? Thì chút nữa ăn xong á, chan cái nước này nè. Cho cái vô mà nó cay, đồ đã. Nóng mà mình làm kẹo ngon. Mời các bạn rau muống nha. Cái này nghe ông già nói ngày xưa là gọi là sâm banan nè các bạn. Không biết có đúng không nha. Nhưng mà mấy người chắc ngày xưa biết cái này gọi là sâm banan. Là rau muống.
nột trong một tí muối cho nó rất là săn. Cho nước luộc rau á thì mình cho một chả cà chua vô, chả hai chả ha, rồi mình bắt thêm chanh vô, cho tí tiêu vô, thằng canh luôn các bạn ngon. Nêm ít gia vị vô. Cá nó mình dầu. Chỗ này cũng ngon, ngon. Các bạn thấy chưa? Gái thân yêu à. Ngọc cũng là một gái thân yêu của bà đúng không? Mời các bạn nào. Cho anh bỏ ra. Nè mời các bạn miếng cá nè, chấm miếng nước mắm nè. Chà, rồi. Rất là ngon. Thêm chút rau muống nhỏ hành cho phê. Rất là phê và rất là chiêu các bạn. Rất là phê và rất là chiêu. Xương này cho Ngọc thân yêu. Miếng này rất là ngon là Ngọc. Giòn bạn thấy xương đó. Nhà rốt rốt các bạn ạ. Mời các bạn ha. Giòn nha luôn xương các bạn. Ngon. Thì cá thì nó giòn đúng không? Đó mình thích ăn xong á, ăn mà canh này. Chưa ăn xong nhưng mà mình hút tí. Cho thêm một tí nước mắm này rồi. Ăn liền luôn. Nhưng mà nó rất là cay các bạn. Nếu ăn không khéo sẽ bị cay. Tại vì tỏi pha ra nước á, cay. Tỏi tiêu ớt. Nhưng mà rất là ngon. Cho thêm chút rau muống nữa các bạn. Hôm nay cá là cái gì mà? Cá rô phi. Nay bà xã làm cho món cá rô phi chiên giòn, chấm với lại mắm gừng, có mắm tỏi ớt. Hôm nay mình đem phẩm cho nên mình không có nói nhiều được nha. Đúng rồi. Bữa này canh cà chua nước luộc rau.
Bà Ngọc thì hôm nay đang bệnh đó các bạn, mùa này ai cũng đau họng hết, dạng mình đang bị đau họng hết trơn. Rồi mời tất cả các bạn nha. Rồi mời cả nhà nha mọi người ơi, mời cả nhà luôn nha. Một cá chim nha. Mọi người nhớ ủng hộ Bảo Ngọc nha. Bảo Ngọc sẽ quay những clip, ra nhiều video clip cho mọi người xem nha. Thì hiện tại Bảo Ngọc chưa có điều kiện đi chơi ha. Ở nhà mẹ sẽ nấu ăn, quay lại cho mọi người xem ha. Khi nào có dịp Bảo Ngọc sẽ đi chơi tiếp, quay cho mọi người xem ha. Tốt, tốt rồi các bạn. Nó phải đi học, ba phải đi làm. Nói chung là đi học, đi làm. Bữa nay mình ở thành phố cũng nhà không có điều kiện đất đai để quay nhiều, thì quay nấu ăn thôi. Và khi nào đi chơi sẽ quay cho các bạn xem. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Hoàng Ngọc Hà. Nhớ đón xem những video tiếp theo của bạn Ngọc nha. Các bạn ơi, nhớ đăng ký nha. Đăng ký rồi gì? Like, chia sẻ để cho bạn Ngọc có gì? Có tinh thần à? Hay là có động lực đúng không? Để ra những video tiếp theo đấy các bạn. Rồi mời tất cả các bạn dùng bữa với gia đình mình không? Đây bạn thấy cái này chưa? Còn nước uống không? Còn nước hả? Đâu mình là đâu? Này mày mua hàng quay ngoài đây. Món phải phòng rồi. Thôi gia đình mình sẽ mời các bạn một miếng nữa ha, để kết thúc video. Và cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Bảo Ngọc. Nhớ chia sẻ để Bảo Ngọc có thêm cái động lực để ra những video tiếp theo các bạn. Mời các bạn ha. Thôi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp sau. Bye bye.